Chúng này à? Phải ngã rồi, chúng này. Đi đi rồi ấy. Này cho bị uống trước chút nha. Ngon không? Thử miếng. Ngon không? Ngọt đúng không? Bi à. Ê. Ê. Bi đi em đi. Em vừa làm gì không bảo mày? Cái này để chơi ở đi. À, bắt con muỗi ở bên ngoài hả? Ở bên ngoài mà. Mèo này rồi, mèo ở trên này. Bi. Bi à, chúng đây à? Phải ngã rồi, chúng đây. Có sao không? Có sao không? Nhiều chưa? Đi đi rồi ấy. Rabia.
cầm được lên ạ. Nhưng mà chỉ cần một quả thôi. Quả thì nhiều hết rồi này. Bibi khổ hết rồi. Một quả này được rồi Bibi ạ. Bibi chuyện này. Một quả này thôi rồi. Không uống hết đâu. Bibi lấy tận 3 quả cơ. Cho Bi này. Này là hạt, chị lọc hạt ra cho Bi xong Bi uống nhé. Chờ chút, chờ xíu nhé. Một cái hạt đấy chị lấy cho Bi nhé. Cao này ngọt lắm ấy. Bi vội vội vàng. Thế em muốn uống nước cam, nước cam tốt cho sức khỏe lắm. Đây còn mấy hạt nữa. Mấy hạt nữa. Xong con nước cam để uống rồi. Bị uống trước chút nha. Ngon không? Thử miếng. Ngon không? Ngọt đúng không? Này thử miếng nữa này. Ok đúng không? Rồi để chị đổ ra cốc cho hút nhá. Đây. Cốc đây. Từ từ đã. Chị đổ nước cam vào. Ui. Gom cái đồ này ra đã. Bibi uống cho sạch ấy. Này Bibi ngồi sang bên này đi. Ngồi sang bên này em chỉ để sang bên đấy cho bên này làm cam rồi ấy. Đây này, ngồi hẳn sang. Đây. Để kéo bàn vào cho Bibi uống dễ uống nhé. Đây Bibi cầm uống. Okay. Ngon không? Cam ngọt nhỉ? Bi cho chị một nữa. Chị uống ngụm nhé. Xin ngụm nhé. Không giành lại cho thằng Lan thế. Cho Bi ngan thế. Chị đã đùa thôi chứ không uống của Bi đâu. Ngan đi. Chị có uống cái này tốt cho sức khỏe. Uống thay sữa không được. Khó uống hả? Đi khó uống, uống thìa nhé. Dịp nước bằng thìa nhé. Có mấy cái tép cam hơi khó uống nhỉ. Dịp nước bằng thìa cho Bi nhé. Ăn cả tép cam luôn. Mình cam nguyên chất từ mấy cái tép cam. Hơi khó uống. Trời, ngon thế. Mình Bibi uống ngon thế. Không uống nữa hả? Cầm
ngoài kia chơi đi, chị dọn rửa nó cho. Đi, ở đây lạnh lắm. Ra ngoài kia chơi đi, ra ngoài hồ chơi đi. Ăn ra ngoài. Đi. Ra ngoài hồ khách chơi. Để chị lấy. Đi ra ngoài hồ khách chơi đi. Đi ra ngoài hồ khách chơi đi. Chơi ngoan nha, chị dọn rửa cho. Thank you.